Vâng, em xin gửi chào đến quý vị đang theo dõi kênh của bên em nhé. Thì hôm nay em lên sóng cho các bác ở đây là một em công suất, phải nói là đỉnh của đỉnh luôn nhá, đỉnh của chóp luôn. Một em Kenwood, đến từ thương hiệu Kenwood và có mã là K700. Chắc cái dòng sản phẩm này thì chắc các bác cũng không lạ gì đúng không ạ? Đấy, một em sản phẩm là đa di năng luôn. Đấy, đa chức năng luôn để cho các bác sử dụng. Thứ nhất, các bác thấy cái gì bên dưới đây không ạ? MD, thứ hai CD, thứ ba trên màn hình đang có đây là Tuner. Có nghĩa là các bác có thể hoàn toàn nghe đài. Đấy. Đấy là về mặt trước nhá, còn mặt sau đây. Máy khá là nặng các vị nhá. Phải nói là rất là nặng luôn, nếu mà thuộc dòng mili hoặc là dòng chung thì như này là một em công suất phải nói là rất là nặng luôn. Ok, mặt sau đây thì nó có digital in, tức là các bác có thể làm giải mã này, đấy. Và ở đây có AUX in, follow in. Follow này thì đường đĩa than nhá. Cái này thì các bác không nên cắm. Trừ khi có đĩa than này cắm vào đây, còn không thì thôi. Cắm AUX cho em nhá, cứ AUX và tape in là được. Ở đây có thể tape out này. Tape out này thì các bác lấy ra đường AV, tức là lấy xuống âm ni đấy. Trong trường các bác làm giải mã. Đây, bên đây thì cổng giải mã đây. Speaker thì dạng búp chuối này, đấy. Siết nhá, đấy, dạng siết. Ở bên này thì nó có thêm cả subwoofer này, đấy, subwoofer nhá. Bên này nó có thêm cả gì đây? Mic in này, tức là cái jack này như là jack 3.5 quý vị ạ. Quý vị có thể kết nối 3.5 vào đây. Và con này công suất lên tới 80W quý vị nhá. Công suất lên tới 80W và sử dụng điện 100V. Cái này về các bác cũng phải lưu ý nhá. Về cắm đúng điện 100V cho em, đừng có cắm nhầm, không có nào em nó lại bốc khói lên nhá. Đấy. Cứ điện 100V là cắm cho em nhá, cứ cắm điện 100V thì dùng tẹt bô đi nhá. Đấy. Công suất là 80W và mã là K700, K700 thương hiệu Kenwood. Con này thì em thấy ghi sản xuất luôn này, không biết có phải sản xuất đây không nhưng mà chắc là em nghĩ đúng rồi đấy. Ở đằng sau thì có hai chữ tiếng Nhật và đằng trước thì ghi là 2004. Nếu mà đúng đây thì con này sản xuất năm 2004 vị nhá, 2004. Vậy là tuổi đời của em nó đâu đấy cũng được khoảng 75 rồi nhá, đấy. Cũng khá là trong thời gian khoảng mới hiện gần đây. Đấy, đây là cái AM, còn bên này là FM. Đấy bác nghe đài cắm vào đây. Còn con này chắc là tiếp âm này. Đấy, mát, dây mát, dây miếc gì này. Ok, rồi, sau đây em sẽ tiến hành đi vào phần test nhá. Đấy, đây, máy khá là ok, đấy, cửa ra vào rất là trơn tru nhá. Đó. Thì để em thử hết các xem nó chức năng nó như thế nào nhé. Các cái phần CD các thứ này thì em test thêm thôi nhá, chứ em không bảo hành mấy cái CD hoặc là MD đâu. Đấy, bây giờ nói chung chả ai chơi rồi. Toàn nghe qua máy tính, TV, điện thoại là chính thôi. Đấy, nhưng mà em vẫn test thêm cho các bác, về các bác thì cứ dùng bình thường thôi nhá. Cứ dùng bình thường, trong trường hợp mà mắt nó kém quá thì mang thợ người ta lau cho hoặc thay cho nhá. Ok, em sẽ ghép loa vào nhá. Đấy, vâng, ở đây thì em đã kết nối hết các dây rồi này. Đấy, như là dây loa em kết nối cả hai cầu luôn này. Đấy, hai cầu luôn này. Đây là đường quang nhá, ở đây là đường AV điện thoại. Đấy, quang thì em kết nối theo một con ở đây. Thì giả định đây coi như là cái Smart TV nhá, coi như là cái Smart TV thì tí em sẽ mượn con này làm TV luôn. Đấy, đài nó đang xì xồ này. Đài này các bác muốn nghe thì các bác phải ghép thêm dây vào. Đó. Ghép thêm dây vào để nghe đài. Đấy, còn em thử ở phần điện thoại đi. Đấy, cắm cái điện thoại vào. Đấy. Sau khi kết nối với điện thoại rồi nhá, thì quý vị truyền cổng này. Ở đây nó có thêm một cái đường input để quý vị truyền cổng nhá. Đấy, đây. Đấy, follow này, tape này. AUX thì em đang cắm cổng AUX nhá. Đấy, thì lúc này quý vị mở điện thoại lên. Và cho volume hết kết nó lên nhá. Cho volume điện thoại hết cỡ lên. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đầu. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. To nhỏ này. Nhặt cành hoa. Ở đây nó có thêm cả cái chỉnh này. Đấy, chỉnh bát này. Xanh cỏ lá. Bát rất rộng nhá. Trời ơi. Tình ta sẽ dài lâu như hoa
trắng không phai màu. Đó, có cả chỉnh ba tép đầy đủ quý vị nhá. Một hôm tôi đến tìm em để tự giải. Ok, à, đấy là về phần điện thoại nhá. Tiếp tục thử phần CD xem nào. CD, CD này. Đó. CD quý vị nhá. Đấy, phần CD này chạy này. Đấy, nhưng có vẻ là cái bên trong nó hơi bụi một chút ấy, thì quý vị về vệ sinh thêm nhá. Đấy, nó em nghe thấy tiếng nó hơi ở cái đĩa nó hơi cọ sát vào cái phần nhựa rồi. Thì các bác phải về vệ sinh thêm nhá. Ok, vậy là CD ok này. À, em sẽ trả đây để tí em mượn quay làm giải mã này. Đó, tiếp tục đến phần MD này. Đó, MD vẫn lên quý vị nhá, cũng chạy luôn này. Đó. Tiếp tục em thử phát giải mã này. Ok. À, sau khi kết nối chỉnh các chế độ xong thì quý vị chuyển về giải mã nhá. AUX này, D-in. D-in là giải mã nhá. Đấy. Ok, vậy là con này chạy full chức năng luôn quý vị nhá, chạy full chức năng luôn. Đây, còn lấy bài thì quý vị lấy ở TV. Đó, lấy bài thì quý vị cứ lấy ở TV cho em nhá. Còn phần này thì quý vị chỉnh phần công suất. Trong trường hợp nếu quý vị mà làm giải mã lấy AV ra thì quý vị chỉnh ở con âm ni bên dưới nhá. Đấy. Ok, khá là ổn. À, ngoài chạy full chức năng thì con này hình thức thì phải nói là tuyệt vời luôn quý vị ạ. Mặt phay nhôm và các cái phím ở đây đây thì có thêm cái giải LED này, nhìn rất là đẹp nhá. Đấy, màn hình hiển thị sắc LED và màn hình to. Rất là tuyệt vời, volume xoáy rất là đầm tay nhá. Đấy, chỉnh các chế độ ở đây cũng rất là đầm này. Đấy, chỉnh ba tép cũng rất là sướng luôn, rất là nhạy. Ok, con này thì em bán phần phát nhạc điện thoại và phần công suất và phần giải mã là chính nhá. CD mà đây em test thêm cho quý vị thôi. Giá của con này em báo giá luôn này. 2 triệu 350 nghìn quý vị nhá. Đấy. Giá là 2 triệu 350 nghìn cho cái con công suất Kenwood này. Đấy. Còn bác nào mà thích lấy thêm cả đôi loa V7 này thì ghép được như này thì tuyệt vời nữa nhá. Đấy, lấy thêm cặp V7 nữa. Còn tuy nhiên thì em bán ở đây là bán phần công suất là chính nhá. Bán cái con này là chính, còn hai con loa bác thích lấy thêm thì tùy nhá, hoặc không thì có thể lấy loa nào ghép cũng được. Đấy, giá của con công suất này là 2 triệu 350 nghìn nhá. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo ngay cho em qua số điện thoại là 0966 594581 nhá. Địa chỉ là 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vị nhá. Size của con này là 26.5 nhá. Size là 26.5. Đấy. Cao của nó là 12.5. Đây, còn lốt chiều sâu này. Chiều sâu của nó chắc ở đây nó sẽ rơi vào khoảng là 30 quý vị ạ. Nó rơi vào hơn 30. Rồi, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo bên em nhé.